Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 28 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Xuân Thơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Văn Sang và huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 trong mục tiếng nói cử tri có ý kiến của cử tri huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Khoái Châu một sào nhãn sớm cho thu nhập trên 20 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Văn Phóng ở xã Minh Châu huyện Yên Mỹ thu nhập cao từ nuôi vịt trời. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Xuân Thơi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Doãn Thế Cường, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh cùng một số lãnh đạo của các ngành trong tỉnh. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã lên trao huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Xuân Thơi. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Doãn Thế Cường chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thơi đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh trải qua 38 năm công tác ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Xuân Thơi đều thể hiện rõ bản lĩnh, luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan. Chấp hành nghiêm túc sự phân công của cấp có thẩm quyền, trong công việc đều có trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thơi cảm ơn sự quan tâm của Đảng và nhà nước cùng với các cấp các ngành đã tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định khi về nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước, đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững bản chất tác phong của người đảng viên, của người cán bộ, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng và nhà nước cũng như các quy định ở nơi cư trú. Sáng nay, Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 10, dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 11%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2014 tổng thu ngân sách ước đạt trên 538 tỷ đồng, đạt gần 65% so với kế hoạch. Công tác tuyên truyền trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ngày càng phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng trong nhân dân. Đến nay, huyện đã có 3 xã về đích nông thôn mới là Tân Quang, Đình Dù và Trưng Trắc. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm ngày càng được quan tâm, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, an ninh quốc phòng được giữ vững. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm thời gian qua. Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, huyện Văn Lâm cần tập trung các nguồn lực đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến công tác dồn thừa đổi ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là những diện tích đất canh tác kém hiệu quả cần điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp sao cho phù hợp. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Khói Châu khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 11, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp ổn định, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 8.351 hectare triển khai xây dựng vùng sản xuất nhãn xuất khẩu sang Mỹ với quy mô 10,8 ha tại xã Hàm Tử. Số tiêu chí nông thôn mới trung bình của xã đạt 14,1 tiêu chí. Các chỉ tiêu về giáo dục y tế, dân số cơ bản hoàn thành kế hoạch, tình hình an ninh quốc phòng được ổn định. Tuy nhiên, tại một số xã thị trấn, việc quản lý đất đai còn chưa chặt chẽ, tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi vẫn có chiều hướng gia tăng. Giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn kéo dài. 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc dồn từ đổi ruộng, tăng cường đôn đốc các xã xử lý đất dôi dư, triển khai thực hiện chương trình phân loại rác thải tại nguồn, ưu tiên cho năm xã dự kiến về đích xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển theo hướng bền vững. Sáng nay, Đảng Bộ và Nhân dân xã Bảo Khê, thành phố Hương Yên đã tổ chức lễ đôn bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự lễ đón nhận có đồng chí Nguyễn Xuân Thơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Hương Yên. Để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, trong hơn 4 năm qua, xã Bảo Khê đã vận động được gần 1.000 hộ dân hiến đất để giải phóng mặt bằng, mở rộng đường giao thông với tổng diện tích gần 26.000 m2, trong đó diện tích đất thổ cư là gần 20.000 20 m2 với tổng trị giá trên 45 tỷ đồng và 2.000 ngày công cho xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Xã đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nguồn vốn trong cộng đồng dân cư đạt trên 45 tỷ đồng. Bảo Khê là xã dẫn đầu tỉnh về phong trào vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi và huy động nguồn vốn trong nhân dân cho xây dựng nông thôn mới. Thu nhập của người dân được nâng cao năm 2014 đạt 26 triệu đồng một người trên năm. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân xã Bảo Khê. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, đảng bộ và nhân dân trong xã cần phát huy mọi nguồn lực để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng chí chỉ đạo, vấn đề mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới đều nhằm đến mục tiêu chung là nâng cao đời sống nhân dân, không chỉ giá bảo khê mà các địa phương đều phải coi đây là nhiệm vụ trung tâm quan trọng nhất. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy thế mạnh địa phương, hoàn thiện các tiêu chí ở mức cao hơn, có các giải pháp cụ thể để xây dựng địa phương phát triển vững mạnh toàn diện, không có các tai tệ nạn xã hội. Sáng nay, huyện Văn Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Sau 5 năm triển khai thực hiện các phong trào thi đua, toàn huyện có 157 tập thể, 248 cá nhân được nhà nước chính phủ, các bộ ngành và tỉnh ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Điển hình như bà Hoàng Thị Phượng ở xã Tân Tiến được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Anh Nguyễn Văn Quynh, xã Thắng Lợi được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương dũng cảm năm 2012. Xã Mỹ Sở phòng giáo dục đào tạo được nhận cờ thi đua xuất sắc, ba huân chương lao động hạng 3 và nhiều điển hình khác trong các lĩnh vực như trong lao động sáng tạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảng dạy học tập. Giai đoạn 2015-2020, huyện tăng cường công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do so các cấp phát động. Sáng nay, huyện Yên Mỹ đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 5 năm 2010-2015, huyện Yên Mỹ đã phát động nhiều phong trào thi đua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã xuất hiện nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Như mô hình nuôi lợn sạch của ông Đỗ Văn Chuyên ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, mô hình nuôi cá nước ngọt của bà Ngô Thị Len ở thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long. Nhiều nông dân đã giúp nhau vươn lên thoát nghèo. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo có sáng kiến thay đổi hệ thống phun nước áp vào mép băng của đồng chí Vũ Văn Thuận, công ty cổ phần quốc tế Inox Hòa Bình, làm lợi cho doanh nghiệp 120 triệu đồng một năm. Sáng kiến phần mềm luyện thi Olympic môn lịch sử lớp 5 làm lợi trên 200 triệu đồng một năm các phong trào đền ơn đáp nghĩa, cựu chiến binh gương mẫu, thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh triển khai và đạt hiệu quả cao. Tại hội nghị, 22 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Sáng nay, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban nhằm sơ kết công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm. 6 tháng đầu năm 2015, công tác giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác thanh tra kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được đẩy mạnh về quy mô và chiều sâu, đã kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Ngành y tế đã tổ chức 10 đoàn thanh tra kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra giám sát 156 cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm, xử lý 20 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt trên 73 triệu đồng. Trong thời gian tới, ban chỉ đạo sẽ tăng cường hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra, đặc biệt trong đợt Tết Trung thu năm 2015 và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong một tiếng nói cử tri hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn ý kiến của cử tri thành phố Hương Yên với các nội dung nâng cao chất lượng các trả lời chất vấn, thiếu nước sạch trên địa bàn thành phố, nhiều công trình xây dựng chậm tiến độ, khi xây dựng cần có kế hoạch sát với thực tế nguồn vốn. Cử tri huyện Tiên Lữ kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cần có biện pháp đôn đốc giám sát các ngành chức năng thực hiện lời hứa sau kỳ họp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp nhiều, cần tăng cường hỗ trợ giống vốn vật tư cho sản xuất nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tôi cũng kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là công tác xây dựng thì uh, lên làm đến đâu thì cố gắng cho nó hoàn chỉnh đến đấy. Chứ hiện nay là thực tế là rất nhiều công trình cứ làm thì dở dang tất nhiên là kinh phí thì thiếu. Thế cho nên là uh, đề nghị trên là đã có kế hoạch thì phải sát với kinh tế, sát với thực tế nữa để khi mà đã làm thì nó hoàn chỉnh từng đoạn đường một để phục vụ cái việc giao thông ở cơ sở cho nó thuận lợi. Việc thứ hai là cái mục tiêu về nước sạch của thành phố Hưng Yên thì đề ra trong cái nhiệm kỳ tới này là 100% nhân dân sẽ có nước sạch. Nhưng mà tôi cho là cái này là mục tiêu đề ra quá cao vì hiện tại bây giờ là mang tiếng thành phố nhưng mà rất nhiều nơi là chưa có hệ thống nước sạch để nâng cao chất lượng. Chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh thì tôi đề nghị các đồng chí được trả lời chất vấn thì trả lời chất vấn chính xác và sát thực đối với những cái còn yếu kém của mình mà cử tri đã phản ánh. Đồng thời đề ra cái phương hướng nhiệm vụ là phải có mục tiêu, thời hạn để sửa chữa cái và khắc phục những cái thiếu sót mà cử tri đã đề ra và thường xuyên là giám sát và kiểm tra được cái lời hứa của mình trước nhân dân, tránh tình trạng là nói không đi đôi với làm. Thì thực tế là qua các cái cuộc họp như những cuộc họp trước thì các ý kiến của cử tri ở dưới và đề nghị lên Nói về nhiều vấn đề thế nhưng mà các giám đốc sở cũng trả lời một cái này rất là dài và trả lời mang tính chất chung chung không cụ thể lắm cái này chúng mong muốn là tới đây nếu mà có cuộc họp tới đây thì những ý kiến của cử tri ở dưới mà người ta phản ảnh những cái vấn đề gì nó trọng tâm thì nên trả lời ngắn gọn và trả lời mang tính chất nó cụ thể chứ không tính chất chung nhân dân tôi đây là bây giờ là có rất nhiều năm nay là ý kiến về cái việc là 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 cái địa giới hành chính là vì với cái thị trấn Vương thì là lấy một phần của của cái xã dị chế và một phần của xã Mộc Quyền nhân dân của vương này là người chính gốc của ngô quyền thế nhưng trong đó đến bây giờ phút này thì lại khi hộ khẩu thì là thị trấn vương quản lý thế nhưng cái mà cái địa giới hành chính thì lại là ngô quyền cho nên là nhiều khi trong cái công việc sản xuất rồi các cái công việc kinh doanh ví dụ như chuyển đổi là rất phức tạp ví dụ như là bà con đây những cái chỗ mà ruộng mà sâu không thể làm được bây giờ muốn chuyển đổi chủ trương của tỉnh của huyện cũng cho là chuyển đổi nhưng mà vậy nó lại rất phức tạp quay là vì là hai cơ quan tức là hai chính quyền quản lý tức là chính quyền của thị trấn vương và chính quyền của của ngô quyền nên đăng là quản lý về về hộ khẩu một đăng lại quản lý về về về, về coi địa giới hành chính cho nên là rất phức tạp cho phiền hà cho 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 bà con để dồn thửa đổi ruộng là gặp rất nhiều khó khăn là nhân dân thì rất là nhất trí với cái chủ trương đường lối của của tỉnh và của của đề ra của đảng và của nhà nước đề ra về cái dồn thửa đổi ruộng là rất có lợi cho nhân dân biết thế nhưng mà vì bây giờ là khi triển khai ở dưới địa phương triển khai thì vấp phải cái việc bây giờ về diện tích về sâm canh nằm bên chỗ ngô quyền thị yên vương sâm canh ở bên chỗ ngô quyền sâm canh ở bên chỗ dị chế thông canh sâm canh thông canh nhân dân người ta yêu cầu bây giờ là phải đề nghị là chuyển dồn lại cải về cho người ta một mảnh thì người ta sẽ được nhất trí ngay Xin chuyển sang các thông tin về kinh tế. Những ngày vừa qua, các diện tích nhãn sớm trên địa bàn huyện Khoai Châu đã bắt đầu cho thu hoạch. Mặc dù đầu vụ thời tiết bất thuận, song sản lượng nhãn năm nay dự báo sẽ tương đương với năm 2014. Tổng diện tích nhãn sớm trên địa bàn huyện khoảng 30 ha, ước thu được khoảng 50 tấn quả. Theo bà con trồng nhãn cho biết, do áp dụng tốt kỹ thuật trồng chăm sóc nhãn sớm năm nay trùm sai quả to, mẫu mã đẹp. Vì thế, nhãn chín đến đâu được các thương lái đến tận vườn đặt mua đến đó. Nhãn sớm Quái Châu được trồng chủ yếu là giống HIS11, HIS12, BHS2. Mỗi kg nhãn sớm xuất tại vườn với giá dao động từ 35 đến 40 000 đồng. Ước tính một sào nhãn sớm cho thu lãi từ 20 đến 25 triệu đồng, gấp đôi đồ nhãn chính vụ. Với những thành công trong mô hình chăn nuôi vịt gà và thả cá qua nhiều năm, từ đầu năm 2015, anh Nguyễn Văn Phóng, chú tại đội 3 thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, đã mạnh dạn mở rộng quy mô trang trại, đưa loại gia cầm mới là vịt trời vào chăn nuôi. Ban đầu với 50 con vịt giống, hiện nay đàn vịt trời của gia đình anh đã lên đến 500 vịt bố mẹ và 3.000 vịt con. Trao đổi với anh Phóng, chúng tôi được biết, vịt trời là loại gia cầm dễ nuôi, có sức đề kháng cao, thịt ngon và có thị trường tiêu thụ ổn định. Anh cho biết đàn vịt trời nhà anh phát triển tốt là do gia đình đã chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi theo phương pháp khoa học, đặc biệt là việc tiêm vaccine phòng bệnh từ sớm cho vịt. Hiện đàn vịt của gia đình anh có khoảng 300 vịt đẻ, vừa cung cấp trứng giống cho những hộ chăn nuôi và có nhu cầu, vừa để phát triển thêm đàn vịt giống và thương phẩm của gia đình. Song song với việc nuôi 1,5 vạn gà và 2.000 vịt thường, anh Phóng đã đầu tư tiền của xây dựng trang trại nuôi vịt trời theo quy mô nuôi khép kín từ nuôi thịt lấy trứng ấp nở, bán con giống, con gột nên hiệu quả kinh tế cũng cao hơn, đáp ứng được nhiều nhu cầu của người mua. Hiện anh Phóng bắt đầu bán vịt trời đại trà với giá 120.000 đồng một con vịt thịt, 20.000 đồng một con vịt giống. Bình quân mỗi con vịt thịt bán ra, anh Phóng thu lãi khoảng 50.000 đồng, vịt giống khoảng 10.000 đồng một con. Do thịt vịt trời có chất lượng thịt ngon ít mỡ nên ngày càng có nhiều người ưu chuộng. Hiện tại, toàn bộ số lượng vịt trời thương phẩm của gia đình anh Phóng đều được các nhà hàng trong tỉnh và các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh đặt mua. Trừ chi phí, từ đầu năm đến nay, đàn vịt trời cho thu lãi 80 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ thôn lỗ xá xã Nhân Hòa đã lãnh đạo nhân dân trong thôn hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đại hội đã đề ra. Điểm nổi bật thôn liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa và được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 lần 2 với những kết quả đã đạt được, tri bộ thôn Lỗ Xá được đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của huyện Mỹ Hào trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trong nhiệm kỳ, ba mục tiêu quan trọng đã được tri bộ thôn Lỗ Xá triển khai thực hiện có hiệu quả, đó là phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo vệ sinh môi trường. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tri bộ đã dân chủ bàn bạc và đề ra 3 giải pháp để thực hiện, trong đó vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên được tri bộ đặt lên hàng đầu. Vì thế, trên 100 hộ chuyên giết mổ gia súc, làm nghề xây sát và sản xuất đồ mộc đã không để gây ô nhiễm môi trường. Trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban trị ủy lãnh đạo thôn đã có những cách làm sáng tạo, huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ chức thành viên, hội viên hàng trăm hộ dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường thôn xóm, đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Trong những năm qua là cán bộ và nhân dân thôn Nỗ Xá đã giành được nhiều cái kết quả thắng lợi. Những kết quả trên là cũng là do cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, à, chính quyền của thôn là quán triệt nghị quyết của đảng ủy cũng như cái kế hoạch tổ chức thực hiện của ủy ban xã để mọi cái chỉ tiêu của ủy ban xã giao cho thì là chi bộ là thôn ngũ xã đều hoàn thành xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp theo là các tin về văn hóa văn nghệ thể thao. Huyện Phù Cử vừa tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Hơn 200 diễn viên nhạc công công chuyên đến từ các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn trong huyện đã trình diễn trên 20 tiết mục đặc sắc với nhiều thể loại phong phú. Các tiết mục tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh qua các cuộc đấu tranh giữ nước, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, những đổi thay trên quê hương phù cử anh hùng. Do có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Chương trình Liên hoan văn nghệ đã thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện đến xem và cổ vũ động viên. Sáng nay, tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hương Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hương Yên đã tổ chức khai giảng lớp truyền dạy hát ca trù năm 2015 cho 60 học viên trên địa bàn tỉnh. Giảng viên truyền dạy hát ca trù là những nghệ nhân giàu kinh nghiệm gồm cô Vũ Thị Điểu, bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, ông Bùi Xuân Thể và bà Nguyễn Thị Hạnh. Mục đích của lớp học hát ca trù là để bảo tồn một trong những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị của cha ông để lại, hiện còn được lưu giữ trên mảnh đất Hương Yên cùng với nghệ thuật hát trèo hát chống quân, Lớp truyền dạy hát ca trù sẽ diễn ra trong 10 ngày từ ngày 28 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 8. Sáng ngày Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức giao hữu thể thao chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2015. Tới dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy tham gia thi đấu giao hữu có lãnh đạo cán bộ công chức của các ban xây dựng đảng và văn phòng tỉnh ủy. Các vận động viên được chiếc cặp thi đấu ở hai môn bóng bàn và cầu lông theo thể thức chia bảng đấu vòng tròn một lượt cho các đôi vận động viên vào thi đấu bán kết chung kết. Buổi thi đấu giao hữu nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe trong các ban xây dựng đảng tỉnh. Đây cũng là dịp để các cán bộ công chức của các ban xây dựng đảng và văn phòng tỉnh ủy có cơ hội thi đấu giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Kết thúc buổi thi đấu giao hữu, đội vận động viên Đặng Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn của ban đội chính tỉnh ủy giành giải nhất môn bóng bàn. Hai tay vợt Đoàn Minh Mẫn và Phạm Quang Huy của ban tổ chức tỉnh ủy đạt giải nhất môn cầu lông. Theo thông tin của chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Thời điểm này, sâu cuốn lá nhỏ đã gây hại nhẹ giải rác chủ yếu trên lúa trà chung ở những ruộng xanh tốt. Mật độ sâu phổ biến từ 1 đến 2 con trên 1 mét vuông, nơi cao từ 3 đến 5 con trên 1 mét vuông. Bên cạnh đó, ốc biêu vàng tiếp tục xuất hiện và gây hại, đặc biệt ở những khu vực ruộng trũng, ruộng gần máng tưới tiêu. Bệnh nghẹt dễ xuất hiện cục bộ trên lúa cấy ở một số ruộng làm đất không kỹ và cấy trong điều kiện nắng nóng, ruộng bị cạn nước. Chuột gây hại nhẹ và có xu hướng gia tăng cục bộ, chủ yếu ở những chân ruộng cao, ven gò đống, khu vực ven làng. Tỷ lệ hại nơi cao từ 1 đến 2% số rảnh, cá biệt 5% số rảnh. Để chủ động phòng trừ sâu bệnh hại, trạm bảo vệ thực vật các huyện thành phố cần chủ động hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ ở nơi xuất hiện mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu. Bà con lưu ý, tuyệt đối không phòng trừ nơi có mật độ sâu thấp vì giai đoạn này cây lúa có sức đền bù lớn về sinh khối mặt khác sẽ gây tốn kém và bùng phát dày cuối vụ. Triển khai diệt chuột bằng mọi biện pháp ngay từ đầu vụ để ngăn chặn kịp thời tác hại của chuột gây ra. Thưa quý vị và bà con, trong vụ mùa thường gặp nhiều khó khăn hơn so với vụ xuân do thời tiết khắc nghiệt đáng gắt gây táp lá lúa và mưa bão có thể gây đổ ngã hay ngập úng. Để phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng phân bón và kiểm soát được sự thất thoát của phân bón trong vụ mùa, Chuyên mục thông tin của nhà đông hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn tài lượng để truyền tới bà con những kinh nghiệm để sử dụng phân bón hiệu quả và hạn chế thất thoát trong vụ mùa. Phân bón đóng vai trò hết sức quan trọng trong tăng năng suất thâm canh lúa, nhưng nhiều người sử dụng phân không khoa học, gây thất thoát và lãng phí. Bón phân phải theo nguyên tắc bốn đúng, đúng lượng, đúng loại, đúng lúc và đúng cách là giải pháp tốt, nhưng việc bón đúng lượng một cách chính xác rất khó. Thông thường, Lúa chỉ hấp thụ được từ 45 đến 50% lượng phân đạm. 50 đến 55% còn lại bị thất thoát do bốc hơi, chảy tràn, thẩm lậu và cỏ dại các vi sinh vật khác sử dụng. Sau đó, trong các điều kiện bất lợi như hạn úng, phèn hay bị ngộ độc thì việc tăng cường sử dụng các chế phẩm hữu cơ là rất cần thiết để cung cấp bổ sung một cách kịp thời và giảm thiểu khả năng thất thoát phân bón như trước kia mà mình rắc là mình rắc là vào 20 cân một xào là cái NPK hỗn hợp của Bắc Giang. Sau khi mà dùng cái DE80 đấy thì được hướng dẫn ấy thì mình cũng giảm cái lượng phân, nghĩa là mình giảm cái lượng phân do so với khi mà chưa dùng cái đấy thì mình giảm đi hai bớt đi hai cân để cho nó giảm cái lượng phân đi thì mình sau khi thúc xong rồi thì mình cũng thấy là cái, cái cái kết quả của nó là rất là tốt. Đẹp. cái lá lúa của nó rất là uh, nó xanh nhưng mà nó lại không không mềm như là cái sắc đạm đâu nó rất là cứng nhìn cái lá lúa của nó rất là đẹp khả đấy nhánh. khả năng để nhánh thì phải nói là sau khi thúc cái đấy vào xong thì mình thấy là cái cái để nhánh của nó là rất là, là khỏe đấy quá trình phân giải nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố thời tiết độ ẩm nhiệt độ càng cao quá trình phân giải càng thuận lợi và diễn ra nhanh hơn dẫn tới cây lúa hấp thu phân bón được sớm hơn vì vậy muốn đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phân bón cho lúa mùa. Bà con cần phải theo dõi và quan sát kỹ diễn biến thời tiết diễn ra trong cả vụ cũng như thời điểm bón để điều chỉnh chọn lựa loại phân bón cho hợp lý. Và DS80 là một trong giải pháp sẽ khắc phục bộ rễ và tăng cường sức chống chịu của cây lúa, bổ sung kịp thời dưỡng chất, chất khoáng hữu cơ cho cây lúa. Nếu như bà con chúng ta mà bón phân hay là rắc phân hay thúc phân mà khi mà nhiệt độ mà nắng nóng nó cao hai là có thể là do mưa thì trong cái điều kiện như vậy thì cái khả năng thất thoát phân bón là rất là lớn do đó mà cái hiệu suất sử dụng phân bón của cây lúa cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. đấy thì lưu ý bà con là bà con chúng ta cần phải theo dõi dự báo thời tiết để rắc làm sao vào cái thời điểm mà trời nó rất mát. Ví dụ như thời tiết như ngày hôm nay đấy, thì là cái hiệu suất sử dụng phân bón nó sẽ cao hơn. À, cái thứ hai nữa là à, khi mà cái cây lúa ấy mà nó hiệu suất sử dụng phân bón nó thấp như vậy. Ấy, thì bà con chúng ta cũng rất cần thiết là phải bổ sung cho cái cây lúa những cái chất khoáng, các cái chất hữu cơ mà để giúp cây lúa nó có thể bổ sung một cách kịp thời để nó sinh trưởng, phát triển một cách nó thuận lợi nhất. Thì các cái yếu tố đó thì là bà con chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm là DS80 thì nó bao gồm các cái chất hữu cơ, chất khoáng, các cái phức chất mà nó giúp cây lúa sử dụng ngay được. À, thì khi mà sử dụng cái DS80 thì bà con chúng ta rất là linh hoạt, bà con chúng ta cũng có thể là phun, cũng có thể là à, đặc biệt là khi bà con chúng ta thúc ấy, thì bà con chúng ta là có thể là trộn với cái phân để mà thúc. Thì à, bà con chúng ta đã áp dụng và thấy rằng là cái việc mà trộn với cả cái phân khi thúc thì có thể giảm được khoảng 20% cái lượng phân thúc mà vẫn đảm bảo cho cái lúa nó sinh trưởng và phát triển một cách nó thuận lợi nhất. Việc giảm thiểu sự thất thoát, đồng thời tăng hiệu suất sử dụng phân bón có ý nghĩa rất quan trọng. Khi bà con cần bổ sung dinh dưỡng cho cây, cần sử dụng phân bón một cách hợp lý để tăng hiệu suất sử dụng phân bón, giảm quá trình thất thoát phân bón, tạo nền móng cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và đạt năng suất cao. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai, thứ tư ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cùng với các tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hương Yên nhiều trang trại vùng bãi cho thu nhập cao. Người thuê trọ trên địa bàn tỉnh vẫn phải chịu giá điện cao gấp từ 2 đến 3 lần. Mời quý vị và các bạn chú đoan xem. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Ấn Độ đã tăng cường an ninh dọc biên giới với Pakistan sau khi xảy ra một vụ đánh bom khủng bố ở Gurdaspur, bang Punjab, tây bắc nước này, làm ít nhất 10 người chết và nhiều cảnh sát bị thương. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, sáng ngày 27 tháng 7, những kẻ khủng bố được cho là gồm 4 tay súng đến từ Pakistan đã bắn chết một người lái xe và cướp xe của anh ta, sau đó xả súng vào nhiều người dân tại các quán ăn ven đường và những người đứng chờ xe buýt rồi tiến vào đồn cảnh sát cách đó 100 mét. Cuộc đấu súng giữa những kẻ khủng bố và các nhân viên cảnh sát đồn Dinanaga đã nổ ra và kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Tất cả những tên khủng bố đã bị tiêu diệt. Theo báo cáo sơ bộ cho thấy, ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong đó có nhiều cảnh sát. Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát và quân đội Ấn Độ đã phát hiện và tháo ngoài nổ 5 quả bom được gài trên tuyến đường sắt gần đó, chưa rõ vụ việc có liên quan tới nhóm đã tấn công khủng bố hay không. Phó phát ngôn viên Thượng viện Anh John Suha đã từ chức khỏi vị trí hiện tại và phải đối mặt với điều tra của cảnh sát sau khi những bức ảnh và video quay cảnh ông sử dụng cocaine với hai gái mại dâm được đăng tải trên tờ báo The Sun. Hành vi của ông Siegel bị thượng viện đánh giá là gây sốc và không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên thượng viện, bà Baroness Ludusa cho biết, ông sẽ từ chức khỏi vị trí hiện tại và cả vị trí chủ tịch ủy ban đặc quyền quý tộc. Ngoài ra, ông còn phải đối mặt với điều tra của cảnh sát vì tội danh sử dụng chất cấm loại A. Tuy nhiên, bất chấp ý kiến của Thủ tướng Cameron nói rằng Seagal nên bị loại khỏi quốc hội, cựu Bộ trưởng Lao động về các ngành nông nghiệp dưới thời Thủ tướng Tony Blair vẫn chưa từ chức khỏi vị trí nghị sĩ thượng viện. Một đám cưới ở tỉnh Baklan, miền Bắc Afghanistan đã biến thành đại tang khi ít nhất 21 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một cuộc đấu súng tại tiệc cưới. Theo phía cảnh sát, khoảng 400 người khi tham dự lễ cưới của con trai một giáo sĩ địa phương tại nhà riêng thì hai nhóm vũ trang đột nhiên tấn công lẫn nhau. Vụ việc khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Các nạn nhân thiệt mạng hầu hết là khách mời đám cưới trong độ tuổi từ 14 đến 60 và đều là nam giới. Các quan chức lo ngại số người chết có thể tăng lên. Lực lượng an ninh nhanh chóng được điều động tới hiện trường để ngăn chặn cuộc đấu súng ổn định tình hình. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể của vụ việc, song theo cảnh sát, hai nhóm đấu súng kể trên nảy sinh mâu thuẫn từ nhiều năm qua. Ngay khi NASA tuyên bố tìm thấy bản sao thứ hai của trái đất, thì Trung Quốc cùng ngày cũng tuyên bố bắt đầu lắp đặt gương phản xạ của kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới, với kích thước rộng bằng 30 sân bóng đá nhằm phục vụ nghiên cứu vũ trụ. Theo truyền thông Trung Quốc, từ hôm 23 tháng 7, các kỹ thuật viên đã bắt đầu gắn 4.450 tấm hình tam giác lên gương phản xạ của FAST, kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới hiện nay. FAST có đường kính khoảng 500m, nằm trong một thung lũng hình lòng chảo giữa những ngọn đồi ở phía tây nam tỉnh Quý Châu. Sự ra đời của kính viễn vọng mới sẽ giúp Trung Quốc nâng cao đáng kể khả năng quan sát vũ trụ, tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và khám phá nguồn gốc của vũ trụ. Chính quyền thành phố Berlin sẽ áp dụng một luật mới, theo đó các bậc cha mẹ đưa con đi ăn xin cùng sẽ bị phạt. Tuy nhiên có những ý kiến cho rằng lệnh cấm đi quá xa trong một số trường hợp nhưng lại không đủ nghiêm khắc trong một số trường hợp khác. Dự thảo của đạo luật này được đưa ra trước Thượng viện thành phố Berlin bởi thành viên đảng bảo thủ CDU đã nhanh chóng được thông qua. Theo đó, nếu người giám hộ bị bắt trong khi đi ăn xin cùng với những đứa trẻ dưới 14 tuổi, họ sẽ bị phạt số tiền có thể lên tới 500 euro. Đạo luật này nhằm ngăn chặn hành vi tổ chức bóc lột trẻ em đi ăn xin và những nguy cơ có thể gây tổn hại cho chúng trên đường phố. Khoảng 70% những người được hỏi ủng hộ luật này, tuy nhiên vẫn có những ý kiến phản đối cho rằng khoản tiền phạt 500 euro là quá nhẹ đối với những kẻ tổ chức ăn xin, song lại quá nặng với những gia đình nghèo và đi ăn xin thật sự. Túi ni lông là vật dụng hết sức quen thuộc và hữu ích trong cuộc sống. Tuy nhiên, nó cũng là một loại rác thải gây ô nhiễm môi trường hàng đầu và rất khó bị phân hủy trong một thời gian ngắn. Nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lông, chính phủ Anh quyết định sẽ tính phí túi ni lông và kêu gọi hạn chế sử dụng loại túi gây ô nhiễm môi trường này. Theo thống kê hiện nay, lượng túi ni lông được sử dụng tăng liên tục trong 5 năm, lên tới 8,5 tỷ chiếc, càng sử dụng nhiều túi, càng nhiều nhựa, khó phân hủy tấn công môi trường. Chúng gây hại cho phố phường, cho vùng nông thôn, phá hủy môi trường tự nhiên và biển cả. Chính phủ Anh kêu gọi người dân thay đổi thói quen mua sắm, hạn chế dùng túi ni lông một lần và tính phí túi ni lông tại siêu thị. Việc tính phí sẽ áp dụng bắt đầu từ tháng 10 tới, trước tiên là đối với những cửa hàng lớn thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hương yên cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt